Đứa con của San Jose lại trở về đây. Xin kính chào quý vị. Trước tiên thì Đông Nguyên xin chúc cho tất cả quý vị được một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, gia đình của mình. Và hôm nay thì Đông Nguyên rất là vui được có mặt trong chương trình live show của Trường Giang. Hôm nay quý vị chắc là vui lắm hả quý vị? Quý vị có vui không? Nếu mà quý vị vui như vậy thì Đông Nguyên cũng xin được góp một cái bài rất là vui. Bài hát được mang tựa đề Thành Phố Buồn. Và nó vui mà. Không vui hả? Không vui vậy thì Đông Nguyên sẽ hát một bài nào mà nó tương tự nó vui hơn. Xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ngày Vui qua màu sắc tác của Nhật. Thank you.
trình diễn của Đa Nguyên đến đây là chấm dứt. Đa Nguyên đùa thôi. Khi mà Đa Nguyên nghĩ rằng là hôm nay Đa Nguyên không có đến đây được, tại vì máy bay từ bên Canada nó cancel, nên vì Đa Nguyên nghĩ là không có đến đây được, nên vì cũng may là giờ cuối có một chuyến bay đến đây, nên vì Đa Nguyên mới đáp xuống và là chạy tới đây luôn để mà hát cho quý vị nghe, nên vì rất là mệt, nhưng mà khi mà thấy quý vị rồi thì Đa Nguyên quên đi cái mệt đó đi. Thì bây giờ đó, những tràng pháo tay của quý vị sẽ làm cho Đa Nguyên có động lực để mà hát bài thứ hai. Bài này thì Đa Nguyên cũng đã hát rất là lâu trong cuốn CD đầu tay của Đa Nguyên. Bài hát được mang tựa đề Lời Rắn Trong Một Cuộc Tình Xứng Vì Thưởng Thức. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị. Dạ, người đẹp nào đó? Wow, thank you, I love you too, oh, darling. I love you more too. Cuối cùng rồi mình vẫn thế, có sao đâu, không chỉ em cho phai má hồng được gì. Giọt lệ này dành để mãi đây, về cùng người khóc giữa đêm vui. Yeah.
sơn ca sẽ em sẽ mong như một cát nhỏ dọc đường, sẽ em sẽ mong như một cát nhỏ dọc đường, sẽ em sẽ mong như một cát nhỏ dọc quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn những bó hoa thật là đẹp của những cô gái rất là xinh đẹp. Hết rồi anh. Anh nhìn em gì vậy? Em muốn hát tiếp không? Hát tiếp nữa thì em đi vô. Quý vị muốn Đăng Nguyên hát 10 bài không? Yeah! CD 10 bài chuẩn bị sắp ra rồi đó. Quý vị nhớ ủng hộ nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn em. Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Đăng Nguyên.